lấy bao về chứ? Bao trên kia, chuyển lên cái áo này, cái áo này. Ôi, cái bao xuống ơi. Chúng ơi, có ai nó đeo? Để chúng Ngọc đây rồi. Ngọc đây. Nhiều không? Tao ở đây. Thế giờ kia nạt mày. Đây, ở đấy à? Nạt thế nhỉ? Đại ca tao ấy. Nó cũng gần hết rồi, chỉ xuống đây thôi. Không thấy tao cầm dao đây à? Mày thế cái chỗ này không ở dưới nhỉ? Đây, đây, nhặt con đây này. Hết. Này, này, này. Nhặt đi. Mở ra đi. Con của nó ấy. À con của nó. Rồi. Không... rồi đây đây này, ô, hết đâu mà hết đây này. Rồi nhiều á. Đây này. Vào cái tủ của nó. Mấy con nữa. Đây. Lấy con đi. Con mấy con tốt kìa. Đầy. Đầy quá. Ôi, đúng là 3 4 cân thật đấy. Cái tủ này nó ở trên cây, nó ở trong đất thì to càng to hơn. Ôi xạ. Ông nào nhỉ, ông này à? Ông nào tôi bắt được kia tôi gọi đi. Đấy, ông kế. Ông đất đấy. Ông đất mà. Tôi thấy mất rồi. Cú cái sao hút nhà thằng má sao hút chả mua khi mà nãy nói là chắc nãy giờ là chưa vào sổ sổ nó tì khảo đây bàn tay ui hổ có biết dưới con như sao đây này những con nhộng mà cái con cái nhộng nó còn nhiều điêu bướm đi đâu rồi mày bướm bài nhận con mẹ ra ui ai chết về lươn đâu hello mình đi kín đi chính rồi mà